Chào cả nhà, rất vui khi được gặp lại cả nhà mình trên kênh kiến thức về sức khỏe và sắc đẹp của Dược sĩ Việt TV. Tiếp tục chuỗi video về tẩy tế bào chết cho da, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ 5 tác dụng khi các bạn thường xuyên tẩy tế bào chết. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Tác dụng đầu tiên của việc tẩy tế bào chết đó là giúp cho làn da của chúng ta trở nên mịn màng và tươi sáng hơn. Theo quy luật tự nhiên thì mỗi ngày làn da của chúng ta sản xuất khoảng 5 tỷ tế bào mới. Và những tế bào cũ hay là còn gọi là những tế bào đã chết thì sẽ tự động bong tróc rồi rơi ra ngoài. Tuy nhiên thì có rất là nhiều nguyên nhân mà những cái tế bào đó nó sẽ không rơi ra được, mà nó có thể còn bám lại trên bề mặt da của chúng ta. Và lâu dần thì nó trở thành một cái lớp sừng dày, làm cho bụi bẩn dễ dàng bám vào và khiến cho làn da của chúng ta trở nên thô ráp này, lỗ chân lông giãn to này, sần sùi và xỉn màu. Khi đó thì chúng ta cần phải tẩy tế bào chết thường xuyên để làn da của chúng ta trở nên mịn màng, tươi sáng và khỏe mạnh hơn. Rồi, tiếp theo, việc tẩy tế bào chết thì sẽ giúp ngăn ngừa việc hình thành mụn. Cái việc tẩy tế bào chết đều đặn thì còn có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ mụn rất là hữu hiệu. Tại vì là cái việc tế bào chết nó tích tụ quá nhiều thì cùng với đó là bụi bẩn này, bã nhờn này, nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông của chúng ta bị bịt kín, rồi là da thì hầu như là nó sẽ không có chỗ thở cần thiết. Thì đây lại chính là cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và hoạt động mạnh mẽ, từ đó nó sẽ gây ra mụn. Và các bạn lưu ý là khi mà bị mụn thì làn da rất là nhạy cảm và yếu ớt. Do đó mà các bạn cần thực hiện các thao tác thật là nhẹ nhàng và lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp khi mà tẩy tế bào chết để tránh tình trạng mụn trở nên nặng nề hơn nhé. Tác dụng số 3 của việc tẩy tế bào chết đó chính là giúp đẩy lùi cái quá trình lão hóa trên da. Theo các nghiên cứu cho thấy thì quá trình tự loại bỏ tế bào chết trên da sẽ diễn ra rất là mạnh mẽ trước giai đoạn khi các bạn 30 tuổi. Còn từ 30 tuổi trở lên thì cái chu trình tái tạo da thì ngày càng trở nên chậm lại. Do đó mà càng ngày thì những cái tế bào chết của chúng ta ở trên da thì nó lại càng khó bong tróc, và lâu dần thì lại lưu lại một cái lớp dày trên bề mặt da, khiến da chúng ta mất nước này, hạn chế sự tái tạo tế bào mới. Lâu dần nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là da sớm xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như là nếp nhăn, sạm, nám, đốm nâu, tàn nhang và khô dần. Vậy thì cái việc tẩy tế bào chết thường xuyên nó sẽ giúp thúc đẩy quá trình tái tạo diễn ra một cách nhanh chóng, giúp loại bỏ những cái bụi bẩn và những bã nhờn sâu trong các lỗ nang lông, từ đó thì sẽ giúp chị em mình trẻ đẹp và giữ được một cái làn da tươi sáng hơn. Tác dụng thứ tư trong việc tẩy tế bào chết đó là sẽ giúp cho làn da của chúng ta dễ dàng hấp thụ mỹ phẩm. Tại sao ư? Sau khi mà tế bào chết được lấy đi thì làn da của chúng ta được trở nên được sạch sẽ này, thông thoáng này, thì đây chính là cái thời điểm tốt nhất để sử dụng các loại sản phẩm như là kem dưỡng da, các chất điều trị cũng như là các loại mỹ phẩm khác. Những cái dưỡng chất ở trong các sản phẩm thì nó sẽ dễ dàng được hấp thụ và phát huy tối đa công dụng của nó. Vì thế nếu thấy làn da của chúng ta thô ráp, trông xỉn màu, lỗ chân lông giãn to và không đều màu, bên cạnh đó thì cái hiệu quả mà mỹ phẩm mang lại không cao, tình trạng da vẫn không cải thiện là bao, thì các bạn nên cần tẩy tế bào chết ngay nhé. Và một tác dụng rất quan trọng nữa trong việc tẩy tế bào chết đó là sẽ giúp kích thích máu lưu thông. Những cái động tác massage nhẹ nhàng trong quá trình tẩy da chết nó có thể giúp kích thích máu lưu thông đến gần cái bề mặt da hơn, và nó sẽ làm cho làn da của chúng ta trở nên hồng hào và rạng rỡ. Và tẩy da chết thì còn có tác dụng giúp cải thiện cái lượng collagen dưới da, làm ngăn chặn tình trạng thể dị khi mà da xuất hiện những dấu hiệu lão hóa, kích thích máu lưu thông và tăng cường oxy. Nó sẽ giúp nuôi dưỡng lớp da mới của bạn một cách tốt hơn. Và mặc dù tẩy tế bào chết là bước rất là cần thiết và quan trọng đối với làn da, nhưng mà các bạn chỉ nên áp dụng 1 đến 2 lần trên một tuần là đủ, và các bạn cũng không nên lạm dụng quá nhiều khiến làn da bị bào mòn, yếu đi và gây hỏng da. Vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn 5 tác dụng khi thường xuyên tẩy tế bào chết cho da sẽ đem lại cho các bạn một làn da mịn màng, tươi sáng, giúp ngăn ngừa mụn, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, làm cho làn da của chúng ta dễ dàng hấp thụ mỹ phẩm và giúp kích thích máu lưu thông. Ở video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái phương pháp để tẩy tế bào chết khoa học và hiệu quả. Các bạn nhớ đón xem nhé. Video ngày hôm nay thì mình xin phép dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh Dược sĩ Việt. Xin chào!